Chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin nhận định thị trường ngày hôm nay của chúng ta, phiên giao dịch ngày 15 tháng 2. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta là một cái phiên giao dịch khá là tốt khi mà cái dòng tiền nó được lan tỏa ra đa số hầu hết các nhóm ngành. Và thị trường của chúng ta nó giữ được cái mức tăng điểm là 9,56 điểm đúng không ạ? Với cái thanh khoản nó đã cao hơn ngày hôm trước ạ, thì anh chị đều biết rồi, ở những cái pha hồi phục mà nó đi kèm theo cái khối lượng ủng hộ thì đấy là một cái pha hồi phục tốt. Đấy, sau khi thị trường của chúng ta đã giảm 4 phiên rồi thì ngày hôm nay khi mà thị trường ta về cái vùng Fibonacci 0.618, đồng thời là cái vùng hỗ trợ 1038 đến 1040 thì thị trường đã có cái mức uh, rút chân và bật lên khá là tốt. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta cũng uh, được uh, kéo ATC khoảng tầm độ 4 điểm đúng không? Khoảng tầm 4 điểm nhưng mà chúng ta đa số là nhìn chung trong cái đồ thị thì ngày hôm nay là một cái phiên hồi phục. Đấy, và cái lực bán ngày hôm nay chủ yếu đến từ khối ngoại khi khối ngoại ngày hôm nay bán 327,76 tỷ và nó đến từ hai cái cổ phiếu đó là cái cổ phiếu đây anh chị có thể thấy là hai cái cổ hai cái cổ phiếu mà nước ngoài bán nhiều nhất ngày hôm nay đó là Novaland và STB thì Novaland chúng ta đều biết rồi đúng không ạ là một cái cổ phiếu đang trong một cái thời kỳ rất là xấu với nhiều cái thông tin nó không tốt về doanh nghiệp thì anh chị cũng có thể đọc trên báo đúng không ạ? Còn STB thì nó đến từ một cái thông tin đó là uh, khi mà nước ngoài đúng không ạ? Hôm uh, hôm trước là chúng ta có cái thông tin đó là STB đã được nước ngoài mua full room thì anh chị có thể quay vào cái trang là finance uh, finance vietstock vn để chúng ta có thể xem được là uh, cái cái lượng cổ phiếu cũng như là cái số phần trăm được sở hữu của Uh, doanh nghiệp uh, của nhà đầu tư nước ngoài nó là bao nhiêu đối với cổ phiếu STB đúng không ạ? thì hôm trước chúng ta có vào trang uh, finan. vietstock. vn và vào cổ phiếu STB sau đó chúng ta vào phần thống kê giao dịch đó sau đó chúng ta sẽ vào cái phần đầu tư nước ngoài thì chúng ta có thể thấy là cái số lượng cổ phiếu của uh, STB đúng không ạ? nó đã được mua full room đấy nó đã được mua full room nhưng ngày hôm nay thì lại có một cái thông báo là STB của chúng ta là chỉ được khoảng tầm 23,6% nước ngoài sẽ được mua thôi nhưng mà không hiểu sao mà trung tâm lưu ký cũng như là VSD có thông báo là cái tỷ lệ sở hữu của nước ngoài nó lên tới 27 27% 27 hay 29% gì đấy em đọc cái thông báo đó em không nhớ. Đó thì nó xảy ra cái tình trạng là bị mua quá thì VSD ra văn bản là bắt buộc là STB sẽ phải là trở lại cái 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 mức nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu là 23,6% đó. Thì cái lượng cổ cổ phiếu đó thì ngày hôm nay đồng thời đã được nước ngoài bán ra ở STB, đúng không ạ? Chị có thể thấy là bán rất là nhiều, thì nó gây ra cái sự giảm điểm của cổ phiếu STB ngày hôm nay. Đó, thì đấy nó cũng là một cái điểm rất là xấu ngày hôm nay ảnh hưởng đến index kèm theo cổ phiếu Novaland Đấy chứ không là ngày hôm nay index của chúng ta sẽ có một cái phiên phục hồi nó mỹ mãn hơn rất là nhiều. Đó. Và về cái độ phân bổ dòng tiền ngày hôm nay anh chị có thể thấy là uh, có tới 326 mã tăng đúng không ạ? Và chỉ có 97 mã giảm thôi thì hầu hết các nhóm ngành trong cái thời gian uh, vừa rồi nó có cái sự giảm điểm thì ngày hôm nay nó đồng loạt nó hồi phục đấy thì tức là nó đã có cái sự loan tỏa dòng tiền đến các nhóm và các nhóm đó nó đã có những cái phiên hồi phục đầu tiên những cái cổ phiếu mạnh thì nó đã có những cái phiên hồi phục thứ hai thứ ba rồi đúng không ạ thì ngày mai chúng ta cần phải nhìn thấy những cái mã cổ phiếu mạnh nó tiếp tục duy trì cái đà hồi phục giống như là những cái mã cổ phiếu mạnh của nhóm đầu tư công là anh chị vừa thấy là cái đợt vừa rồi là uh, nhóm đầu tư công là nhóm nó dẫn đầu thị trường trong cái việc tăng điểm đấy còn về cái um, Uh, về cái sức mạnh thì chắc chắn là nhóm đầu tư công không thể dẫn dắt thị trường đi lên rồi. Nó cần phải có cái cái trụ đỡ đó là những cái mã cổ phiếu banh, đúng không ạ? Nhưng mà đây là những cái mã cổ phiếu mạnh trong cái thời điểm vừa rồi của thị trường. Nó mang tính dẫn dắt và kêu gọi các nhóm ngành khác tăng theo. Đó, trong suốt uh, những cái phiên vừa qua từ tháng 11 đúng không ạ? Từ tháng 11 từ cái đợt bắt đáy ngày 16 tháng 11 đây. Đấy. Thì anh chị có thể thấy là trong nhóm ngành đầu tư công thì chúng ta có thể thấy cổ phiếu LCG là cái cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm đầu tư công. Khi ngày hôm nay nó có cái mức dư trần bắt đầu từ đầu phiên và cuối phiên thì nó vẫn dư là 4,5 triệu cổ phiếu dư trần. Đó, à, sự hồi phục đi kèm với thanh khoản lớn là cái sự hồi phục tin cậy, đúng không ạ? Đấy, thì để xem là cái đợt phát động hồi phục này của index nó có được bền và nó có được duy trì hay không thì chúng ta cũng cần phải nhìn vào những cái mã cổ phiếu mạnh này xem là ngày mai nó có tiếp tục giữ được cái xu hướng hồi phục hay không. Anh chị nhá, nó giữ được cái xu hướng hồi phục hay không để nó có thể lôi kéo những cái nhóm ngành khác hồi phục theo hay không thì lúc đấy chúng ta mới có thể đánh giá được. Còn hôm nay chúng ta chỉ biết rằng là một cái phiên hồi phục của thị trường, những cái nhóm ngành dẫn dắt cũng như là những cái nhóm ngành mạnh nó đã có cái sự bật tăng rất là tốt anh chị nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ không cần quá là nối tiếc cũng như là sợ cái 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 sự là bỏ lỡ cơ hội anh chị nhé chúng ta không cần phô mô trong ngày hôm nay chúng ta cứ chắc chắn đã cứ chắc chắn xem là thị trường nó có xác nhận được cái sự hồi phục trong những cái phiên tiếp theo không thì chúng ta sẽ uh, tham gia vào những cái phiên đấy nó vẫn chưa muộn anh chị ạ nhá những cái dòng mạnh thì nó vẫn sẽ mạnh thôi đó những cái những cái dòng yếu thì chắc chắn là nó cũng sẽ hồi phục sau mà thôi đấy anh chị nhìn cái giai đoạn tạo đáy ngắn hạn hai trước của thị trường đúng không ạ sau một cái phiên Uh, hồi phục như này, đúng không ạ? thì đâu đó nó cũng sẽ cần vài cái phiên đỏ, tầm khoảng một hai phiên đỏ đấy để nó retest lại cái phần đáy cũ của thị trường, nó tạo ra cái mẫu hình hai đáy. đấy. nhưng mà do cái đợt trước là cái dòng tiền nó vào rất là lớn, cũng như là uh, cái sự hồi phục nó đến sớm và đến từ nhiều nhóm ngành, nên là cái việc test đáy hai này của nó, nó, nó đều là test chưa đến cái đáy cũ, đúng không ạ? tức là nó tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đấy, nó tạo đáy sau cao hơn đáy trước thì đây là một cái điều rất là tích cực. Thì cái phiên ngày hôm nay cũng vậy, anh chị có thể thấy là cái cây nến ngày hôm nay là một cây nến bao trùm hết cái cây nến giảm ngày hôm trước với cái thanh khoản tăng lên như thế này. Đó, thì anh chị có thể để ý đây là một cái mẫu hình nến đúng không ạ? Là mẫu hình nến mẹ bồng con. Đó. Anh chị cũng có thể là thấy được đây là một cái trạng thái kỹ thuật mà chúng ta có thể thấy là nó là một cái dấu hiệu cho một cái sự hồi phục Đúng ạ, dấu hiệu cho một cái sự hồi phục Thì uh, ok, thì uh, chắc chắn rồi Những cái phiên tiếp theo thì thị trường của chúng ta Nếu mà cẩn thận và chắc chắn Sẽ cần có những cái phiên mà test lại Đúng không ạ, mà test lại uh, Tạo ra cái trạng thái là đáy sau cao hơn đáy trước Thì lúc đấy chúng ta tham gia cũng sẽ không muộn Anh chị nhá, và chúng ta không cần phô mô quá nhiều Trong cái thời điểm hiện tại Đấy, ok, thì tổng quan thị trường Là thị trường của chúng ta sẽ có một cái vòng vùng cản tiếp theo đúng không ạ? Vùng cản tiếp theo là cái vùng dạng cản ngay trên đầu cái vùng dạng 1055 đến 1060 là cái vùng cản tiếp theo của thị trường thì chúng ta hãy cần quan sát xem là khi mà thị trường lên đến cái vùng cản này nó có đi ngang và uh, nó tạo ra những cái cây nến test như này không? ạ? Thì khi mà thị trường của chúng ta lên đến cái vùng cản và tạo ra những cái cây nến test với cái thanh khoản nó thấp dần như này thì chúng ta sẽ tham gia anh chị nhá. Thì chúng ta sẽ tham gia. Đó bởi vì thị trường của ta giảm bốn phiên rồi đúng không ạ thì cái phiên hồi phục đầu tiên nó cũng chỉ là một cái phiên hồi phục kỹ thuật nhưng mà rất tốt là nó đã kèm theo khối lượng đấy và những cái nhóm ngành mạnh nó bắt đầu nó phát động cái anh chị đợi em chút em tắt thông báo Ok, và sau đi cùng với cái đà hồi phục của thị trường thì những cái mã cổ phiếu mà mạnh của thị trường nó cũng đã phát động cái đợt hồi phục này, đúng không ạ? Và đâu đó nếu mà tốt thì nó sẽ lôi kéo thêm những cái mã uh, cũng như là những cái nhóm ngành mà nó có cái sức mạnh tương đối trong cái dịp vừa rồi nó đi theo đúng không ạ và chúng ta có những cái nhóm ngành như thép đúng không ạ chúng ta có HSG HPG đúng không ạ ngày hôm nay thì cũng đã có cái sự dục dịch và hồi phục hồi phục với cái thanh khoản là nó lớn hơn ngày hôm trước đấy thì chúng ta sẽ cần nó xác nhận là nó vượt qua cái vùng cản này đúng không ạ nó vượt qua cái vùng cản này của HSG tức là cái vùng giá từ 10 năm đến 15.5 đó thì lúc đấy chúng ta mới có thể xem xét cái vị thế mua mới với những cái mã cổ phiếu dạng như này được còn trong cái phiên ngày hôm nay em đánh giá mua là chúng ta sẽ đặt mình vào cái việc là đặt cược anh chị nhá chúng ta sẽ đặt cược với cái cổ phiếu thì khi mà cái cổ phiếu lên gần đến cái vùng kháng cự này thì chắc chắn rồi đúng không chúng ta sẽ không mua đúng không? chúng ta chỉ mua ở những cái phiên mà nó retest trở lại hoặc những cái phiên mà nó bật khỏi cái nền này với cái thanh khoản cực kỳ lớn đấy và cái việc mà bật lên khỏi cái nền với cái việc à, với à, bật lên khỏi kháng cự với cái thanh khoản cực kỳ lớn thì trong cái giai đoạn đao chen nó cũng sẽ không mang cái yếu tố xác suất là quá cao đấy tức là thường là bật lên khỏi cái vùng kháng cự này đâu đó nó cũng sẽ cần một cái phiên test lại giống như cái phiên ngày 18 tháng 1 này anh chị nhá đấy thì khi mà nó test lại chúng ta mới có thể mở mua mới được đối với những cổ phiếu dạng như này đấy ngoài ra chúng ta có dầu khí đúng không ạ dầu khí chúng ta có pvd cũng có một cái mẫu hình tương tự và cũng đang lên đến cả đó thì khi lên cản chắc chắn rồi chúng ta sẽ không mua đúng không ạ chúng ta sẽ không mua khi cổ phiếu lên cản mà chúng ta chỉ mua khi mà cổ phiếu nó retest lại mà thôi đấy ok thì ngày hôm nay đầu tư công cũng rất là mạnh rồi đúng không ạ chúng ta có FCN chúng ta có KSB chúng ta có LCG và chúng ta có VCG đều là những cái mã cổ phiếu rất là mạnh trong nhóm đầu tư công thì trong đó LCG là mạnh nhất đúng không ạ sau đó chúng ta đến cổ phiếu là HHV đấy sau đó chúng ta đến KSB thì đều là những cái mã cổ phiếu mạnh những cái dòng mạnh nó đều phát động cái sức mạnh trong cái phiên ngày hôm nay. Đó, ngoài ra nhóm bất động sản ngày hôm nay thì cũng có, cũng có cái sự hồi phục rất là tốt. Đấy, khi mà nó suốt những cái ngày qua nó có những cái tin xấu thì nhóm bất động sản nó cũng đã có cái mức chiết khấu rất là tốt rồi. À, chẳng hạn như mã cổ phiếu đích đúng không ạ? Ngày hôm nay cũng có một cái nhịp hồi. Đấy nhịp hồi kỹ thuật nhịp hồi kỹ thuật và thanh khoản nó cũng gia tăng thì cái vùng cản của cổ phiếu đích anh chị cũng thấy rồi đúng không ạ nó ngay trên đầu này thì chúng ta sẽ cần xem xét mua ở những cái phiên sau nữa chứ hiện tại là ngày mai chúng ta mua em đánh giá là nó sẽ khá rủi ro đúng không ạ ngoài đích thì chúng ta có sell cũng hồi phục rất tốt và hồi phục ngay lên đến cản bị bán ngược trở lại đúng không ạ anh chị có thể thấy là nó hình thành như một cây nến có dâu và cái thanh khoản của nó cũng đã tích cực hơn tích cực hơn cao hơn những cái phiên ngày hôm trước đấy thì chúng ta sẽ cần xác nhận là Uh, những cái công cổ phiếu như sell này luôn nó sẽ phải bật khỏi kháng cự và nó retest lại kháng cự đấy nó retest lại cái kháng cự này thì lúc đấy chúng ta mới mua bởi vì cái vùng kháng cự đấy vô hình nó sẽ thành uh, là cái vùng hỗ trợ thì mua cổ phiếu hỗ trợ đúng ở hỗ trợ là đúng đúng không anh chị đấy là theo lý thuyết là chúng ta cần mua ở hỗ trợ và nó cần bật lên cái đường m 20 tức là đường màu đỏ này đấy hoặc là nó sẽ đi ngang nó sẽ đi ngang ở cái vùng này, ở dưới dưới cái đường M20 tức là cái đường màu đỏ này thì nó cũng sẽ xuất hiện cho chúng ta những cái điểm mua sớm đó những cái điểm mua sớm đó và ngoài cái dòng đầu tư công bất động sản ra thì ngày hôm nay chúng ta có những cái mã cổ phiếu đúng không ạ ở cái dòng bất động sản công nghiệp thì bất động sản công nghiệp em đánh ra cao nhất là cổ phiếu IDECO đúng không IDECO là một cái phiếu rất là trì trài đúng không ạ khi mà thị trường giảm nó cũng điều chỉnh nhưng mà nó điều chỉnh không nhiều sau đó nó tạo một cái nền ngắn khoảng gần một tuần sau đó ngày hôm nay nó bật thì cái cổ phiếu này bên em mình cũng đã mua từ cái giá 33, anh chị nhé, mua từ giá 33 ở cái cây ngày 3 tháng 1 và hiện tại vẫn giữ, chưa có vấn đề gì cả. Đấy, và anh chị cũng lưu ý một cái ngành nữa là cái ngành điện, đúng không ạ, chúng ta có cổ phiếu PC1 rất là mạnh này. Đấy, thì PC1 hiện tại phiên ngày hôm nay đã vượt qua cái đường MA20, tức là cái đường màu đỏ, đúng không ạ. Nó xác nhận cho một cái việc là uh, trong ngắn hạn nó sẽ có một cái nhịp tăng nữa, đấy, vậy nên là để khi nào chúng ta mua PC1 ạ? À? Là khi PC1 test với cái vùng giá là vùng giá mà 23 đến 24 này. Đấy, là cái vùng giá mà PC1 nó đã đi ngang ba phiên và nó có cái phiên vượt qua em 20 tức là đường màu đỏ này thì chỉ cần cổ phiếu này nó retest về cái đường em 20 là chúng ta có thể tham gia anh chị nhá. Và chúng ta sẽ đặt giá thấp hơn một chút, đó là khoảng từ 24 đến 24.5 thì chúng ta mua sẽ là đẹp nhất. Đấy, là và chúng ta sẽ mua những cái phiên test chứ không phải là mua những cái phiên hôm nay anh chị nhá. Đó Ngoài ra thì anh chị để ý cho em là cái ngành dầu khí nhá. Dầu khí thì chúng ta sẽ để ý đến những cổ phiếu đó là PVD xem nó xử lý cái vùng cái vùng cản cũ này như thế nào. Đó, nếu mà nó xử lý không thành công mà nó quay trở lại nó retest ở những cái vùng dưới thì chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ xem xét tham gia mua còn nếu mà nó đã vượt khỏi được cái vùng kháng cự này và nó quay trở lại nó test cái vùng kháng cự thì lúc đấy cũng sẽ xuất hiện để mua cho chúng ta ngoài ra thì anh chị có thể tham khảo cổ phiếu đó là PVT đúng không ạ và chúng ta sẽ uh, tham gia quanh cái vùng là cái vùng 19 đến 19.7 này khi mà cổ phiếu nó đang tiếp cận dần đến vùng MA20 với một cái lực hồi có thanh khoản đúng không ạ có thanh khoản và thanh khoản bắt đầu tăng dần thì khi cổ phiếu này nó chững lại ở MA20 và nó đi bám theo cái đường MA20 thì chúng ta sẽ mua anh chị nhá sẽ mua ở những cái thời điểm đó đấy thì ngoài ngoài uh, ngoài những cái nhóm ngành đấy ra thì em chưa view được cái nhóm ngành nào khác đúng không ạ chúng ta có uh, những nhóm ngành như là uh, dầu khí đây để em viết ra đây cho anh chị đúng không ạ chúng ta sẽ có nhóm ngành dầu khí này đấy chúng ta có đầu tư công này chúng ta có thép này đúng không ạ uh, chúng ta có điện này đó thì đây là những cái nhóm ngành mà trong cái giai đoạn vừa rồi thứ nhất là nó khỏe Thứ hai là nó có câu chuyện ủng hộ nhá, anh chị nhá, nó có câu chuyện ủng hộ. Thì chúng ta sẽ cần quan sát những cái nhóm ngành này, đúng không ạ? Còn nhóm ngành banh em không nhắc tới vì sao, đúng không ạ? Anh chị có thể là đọc cái nhận định thị trường ngày hôm nay của em, đúng không ạ? À, với việc các à, với việc các cổ phiếu trụ hôm qua bị điều chỉnh nhẹ cho thấy một giả thiết là nếu thị trường sắp tới có đi ngang hoặc là sideways down thì các cổ phiếu trụ nâng đỡ thị trường trong cái đợt rồi nó sẽ có cái nguy cơ là điều chỉnh và nhóm mid cap sẽ hồi sau một cái đợt chi khấu mạnh Vậy nên chúng ta sẽ cần theo dõi những cái dòng midcap nhất là những cái dòng có câu chuyện đúng không ạ? Thì cái việc uh, ngày mai là một cái phiên đáo hạn phái sinh, đúng không ạ? Ngày mai là một cái phiên đáo hạn phái sinh thì nó sẽ cần dùng những cái mã cổ phiếu trong cái rổ VN30. Đó và chắc chắn là sẽ không thể thiếu những cái mã cổ phiếu dòng ngân hàng rồi. Thì nó sẽ dẫn đến cái việc là những cái mã cổ phiếu đấy nó sẽ không có cung cầu ổn định cũng như là cái việc tăng hay giảm giá ngày mai nó sẽ không thực sự là chất lượng cũng như là nó có một cái lý do nào đó rõ ràng. Đấy nói chung là nó sẽ bị chi phối một chút, vậy nên là chúng ta sẽ không theo dõi những cái mã cổ phiếu ngân hàng trong những cái phiên ngày mai anh chị nhá. Đó, thì tổng quan chung về thị trường là ngày hôm nay là một cái phiên hồi phục khá là tốt đúng không ạ? Hồi phục đi kèm với khối lượng. Đấy, kèm với việc là thị trường về đến cái vùng nhạy cảm của Fibonacci đó là cái vùng 0.618 thị trường của chúng ta có cái nhịp bật lên là theo đúng lý thuyết. Đấy là theo đúng lý thuyết. Đấy. thì thị trường của chúng ta cần những cái phiên mà để vượt qua những cái vùng cản trên đúng không ạ? Vượt qua những cái vùng cản trên là cái vùng 1055 đến 1060 mà em đã đang chỉ ở trên này, tức là cái vùng fibo 0.5 này. Đấy, thì lúc đấy chúng ta mới có thể đánh giá được là thị trường có thay đổi cái xu hướng ngắn hạn hay không, có đảo xu hướng ngắn hạn từ điều chỉnh sang phục hồi hay không thì lúc đấy chúng ta sẽ tham gia không muộn anh chị nhá, sẽ tham gia không muộn. Vậy nên anh chị chúng ta sẽ không cần nôn nóng trong cái thời điểm hiện tại. Đúng không ạ? Và đo Fibonacci thì em cũng đã chỉ anh chị rồi, chúng ta sẽ kẻ đúng không ạ? Chúng ta sẽ kẻ từ đầu. Từ đầu cái nhịp hồi phục. Đây, chúng ta sẽ kẻ từ đầu cái nhịp hồi phục tức là cái phiên này đúng không ạ? À, cho đến đỉnh cái phiên hồi phục đúng không ạ? À, thì khi mà cổ phiếu nó rơi về đường fibo nào thì cái fibo đấy nó nó là một cái hỗ trợ anh chị nhá. Đấy. Thì đây 0.236 cũng là một cái hỗ trợ và rơi thủng luôn xuống fibo 0.382 Thì nó cũng đã đi ngang hỗ trợ và có nhịp hồi cho anh chị bán đúng không ạ Và sau đó nó thủng tiếp 0.382, thủng luôn 0.5 xuống 0.618 Thì anh chị lưu ý nhé, cái vùng 0.5 và vùng 0.618 là những cái vùng cổ phiếu hay là thị trường Nếu nó về đến cái vùng này nó sẽ có cái biến động khá là lớn Một là nó sẽ thủng, hai là nó sẽ hồi mạnh trở lên Vậy nên là những cái vùng này là cái vùng mà chúng ta cần quan sát cực kỳ là nghiêm túc và chặt chẽ Đấy, anh chị có thể là gióng sang cái nhịp cũ của chúng ta Đúng không ạ Gióng sang nhịp cũ của chúng ta Thì uh, thị trường của chúng ta cũng về đến cái vùng 0.618 này anh chị nhé Đây Thị trường cũng về đến cái vùng 0.618 Sau đó à, Đây Về đến thẳng 0.786 luôn Sau đó nó hồi lên 0.618 và nó đi ngang Đấy Thì cái trường hợp này là cái trường hợp rất là ít khi xảy ra Đấy Nhưng mà chúng ta dùng Fibo này là Chủ yếu là để chúng ta xác định được cái hỗ trợ của thị trường Đúng không ạ? Hỗ trợ của thị trường. Đấy, mỗi cái vùng 0.618 hay 0.786, 0.5, 0.382 này nó đều là một cái vùng hỗ trợ. Đấy. Chúng ta kẻ hỗ trợ là xác định hỗ trợ là chúng ta kẻ từ dưới lên anh chị nhá. Còn chúng ta xác định kháng cự thì chúng ta phải uh, kẻ từ trên xuống đúng không ạ? Chúng ta phải kẻ từ trên xuống giống như cái giai đoạn trước là chúng ta kẻ từ đây xuống đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ xác định được cái kháng cự khi mà hồi lên thì nó sẽ chạm kháng cự nào. Đó. Thì anh chị có thể thấy là đây vùng 0.5 cũng là vùng biến động khá lớn Của Fibonacci thì thì nó hồi đến 0.5 bắt đầu nó quay đầu nó giảm Đó Thì hoàn toàn là chúng ta có thể thấy được điều đấy Bằng cách là chúng ta xác định nhịp hồi bằng Fibonacci Đúng không Anh chị có thể thấy đây Lên đến 0.618 cũng quay đầu giảm trở lại Đấy Thì đấy là những cái hỗ kháng cự của thị trường Mà thị trường của chúng ta gặp phải trong cái thời gian này Anh chị nhá đó thì ok thì đây là những cái nhóm ngành mà anh chị cần để ý trong cả những cái phiên sắp tới đúng không dầu khí đầu tư công thép và điện đó còn lại là những cái nhóm ngành khác thì em mình cũng sẽ view và sẽ tìm kiếm những mã cổ phiếu để cho anh chị có thể là, là nắm bắt được và theo dõi và em mình cũng sẽ nói trực tiếp trên video luôn anh chị nhá đó ok thì video ngày hôm nay của em mình đến đây là kết thúc cảm ơn anh chị cũng đã xem uh, video anh chị nhớ like và đăng ký để em mình ra thêm nhiều video bổ ích nữa anh chị ha ok thì xin chào anh chị bye bye